Hôm nay cùng ăn món Nhật với Linh nha mọi người. Linh có cá hồi sashimi, bên trên có phủ thêm trứng cá hồi nữa nè mọi người. Nhìn đẹp ghê ha. Và cơm lươn nha mọi người. Cá hồi sashimi Linh sẽ chấm với lại nước tương pha với một ít mù tạt nha mọi người. Trứng cá hồi, mình sẽ rưới một miếng nước tương lên nha. Ở dưới sẽ là cơm và trứng chiên cắt hạt lựu. Bên trên sẽ là một miếng lươn nướng nha mọi người. Mà mọi người